Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 46. Thì hiện trong mộng. Một hôm, Ngài nhận được thơ của Pháp Sư Thân Giác từ Toản Thạch Sơn, Cửu Long với nội dung như sau. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 41, tức năm 1952, tôi mua được một ngôi nhà nhỏ tại Toản Thạch Sơn. Sau khi dọn về ở được khoảng hơn một năm, thì chủ đất bắt buộc tôi phải phá ngôi nhà để trả lại đất. Thật là bất ngờ khi nhận được thơ của ông ta. Bây giờ tôi chỉ thấy việc này thật là một thiệt hại lớn lao, nên càng nghĩ tôi càng bối rối khổ sở. Một đêm nọ, vào lúc 11 giờ, tôi đang đọc quyển Trung Quán Luận Phẩm, Quán Tứ Đế, xem đến đoạn, tất cả các pháp do duyên sanh, ta bảo đó là không, các pháp đó cũng là giả danh, vậy đó là lý trung đạo. Vì chưa từng có một pháp nào mà không từ nhân duyên sanh ra, cho nên tất cả pháp hiện hữu không phải là không. Tôi đã suy gẫm đoạn văn trên nhiều lần và thâm nhập được đạo lý nên cố gắng xua đuổi mọi chấp trước phiền não. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sau đó tôi mơ thấy mình lạc vào một vùng rừng núi. Bỗng nhiên cuồng phong nổi dậy, mưa bão ao ạt đổ xuống. Lúc đó tiếng gió hú, tiếng mưa đổ, cùng những tiếng sét đánh ầm ầm nghe như điếc tai. Trong lúc kinh hoàng, tôi ngẩng đầu lên thì thấy có một vị tăng toàn thân phóng ra một hào quang vàng tía bay từ không trung về phía tôi. Và lúc đó mưa bão cũng vừa ngừng. Tôi bèn đảnh lễ ngài. Khi vị tăng đó bước tới gần, tôi nhận ra rõ ràng chính là vị Tôn Chứng Sư, ngài Độ Luân trong lễ thọ đại giới của tôi thuở xưa. Ngài bảo tôi, chớ có ưu sầu, thầy sẽ giúp con giải quyết mọi khó khăn. Mơ đến đây tôi chợt thức giấc. Không bao lâu sau, tôi tìm được một khu đất khác và chuẩn bị cất một tịnh thất, nhưng lại không đủ tài chánh. Khi ấy, ngài đang giảng kinh Địa Tạng tại Chí Liên Tịnh Uyển. Nghe được việc này, ngài đã nhân đức ban cho tôi 1.000 đô la. Nhờ đấy, tôi hoàn tất công trình kiến lập tịnh thất tại Toản Thạch Sơn và có chỗ nương thân cho tới ngày nay. Tuy việc này ngài chưa từng kể cho một ai nghe, nhưng sau đó, ngài lại nhận được lá thơ khác kể lại giấc mộng tương tự như trên. Có lẽ người này đặt chuyện mong được ngài trợ giúp tài chánh nên đã bị ngài dạy cho một bài học nên thân, và từ đó không còn lá thơ thứ hai nào như vậy nữa. Ha ha ha,